Xin chào tất cả mọi người, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Trong video vào buổi tối ngày hôm nay là ngày 1 tây tháng 10 năm 2021 thì Tâm Tâm cũng sẽ thông tin đến cô chú anh chị và các bạn những tin tức có liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Và mọi người cũng có thể ngắm nhìn quang cảnh đường phố trong những ngày đầu tiên mà chúng ta thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Và bây giờ thì Tâm Tâm xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi tin tức ngày hôm nay với Tâm Tâm nha. Và cả nhà khi xem video thì hãy nhớ bấm đăng ký và nhấn vào chuông báo để nhận thông báo thông tin mới nhất khi Tâm Tâm có video mới nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là báo cáo nhanh về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ tính đến 17 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2021. Tính đến 17 giờ ngày hôm nay thì F0 trên địa bàn thành phố Cần Thơ ghi nhận là 23 ca, chỉ tăng 1 ca so với thời điểm vào 11 giờ trưa ngày hôm nay mà Tâm Tâm có thông tin đến cô chú anh chị và các bạn. Và như vậy thì kể từ ngày 8 tháng 7 cho đến nay, toàn thành phố ghi nhận 5.723 ca nhiễm. Về 23 F0 của ngày hôm nay thì số phát hiện trong khu cách ly là 16, số phát hiện trong thời gian cách ly tại nhà là 1 ca và trong khu vực phong tỏa là 6 ca. Kết quả truy vết thì 18 F1 có liên quan. Về số trường hợp điều trị khỏi thì hôm nay điều trị khỏi là 44 ca, nâng tổng số người được điều trị khỏi lên là 4.771 ca. Và số trường hợp tử vong trong ngày hôm nay là 3 ca và nâng tổng số người tử vong lên là 89 ca. Số trường hợp đang cách ly tập trung là 1.368 người. Tổng cộng đến nay có 11.700 người hoàn thành cách ly tập trung, trở về địa phương. Số người đang theo dõi sức khỏe cách ly tại nhà là 2.652 người. Tổng số cho đến nay là có 83.980 người hoàn thành cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà và cơ sở lưu trú. Về công tác xét nghiệm ngày hôm nay, thì trong ngày thành phố đã thực hiện xét nghiệm test nhanh cho 2.600 người và lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 7.043 người. Công tác điều trị, tổng số bệnh nhân đang điều trị đến nay là 841 người, trong đó tầng 1 là 561, tầng 2 242 và tầng 3 là 38 người. Trong số 23 ca nhiễm ngày hôm nay, thì trên địa bàn quận Ninh Kiều là 18 ca, Bình Thủy 3 ca, Cái Răng và Thốt Nốt mỗi quận 1 ca. Cụ thể thì trên địa bàn quận Ninh Kiều ngày hôm nay 18 ca, thì trong đó gồm cách ly tại nhà 1 ca, trong khu phong tỏa 4 ca, trong khu cách ly 13 ca. Cụ thể là trên địa bàn các phường gồm Cái Khế, trong khu phong tỏa 1 ca, trong khu cách ly 11 ca, Tân An, trong khu phong tỏa 3 ca, An Nghiệp 2 ca trong khu cách ly và cuối cùng Xuân Khánh là 1 ca cách ly tại nhà. Tiếp theo đó là địa bàn quận Bình Thủy. Hôm nay Bình Thủy có 3 ca nhiễm là gồm trong khu phong tỏa 2 ca, trong khu cách ly 1 ca. Cụ thể là trên địa bàn phường Trà An 1 ca trong khu cách ly, Trà Nóc và An Thới thì mỗi phường 1 ca trong khu phong tỏa. Quận Cái Răng hôm nay có ghi nhận 1 ca nhiễm trong khu cách ly, đó là trên địa bàn phường Hưng Phú. Và cuối cùng là quận Thốt Nốt 1 ca trong khu cách ly trên địa bàn phường Thuận An. Trên đây là báo cáo nhanh về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ tính đến 17 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2021. Thì tiếp theo Tâm Tâm cũng sẽ thông tin đến mọi người những tin tức khác. Và con đường mọi người đang nhìn thấy ở đây đó là đường Mậu Thân và Tâm Tâm đang đi ngang siêu thị Lotte Mart Cần Thơ. Phía trước thì mình thấy cũng rất là nhiều xe thì không có đông như thường khi tại vì giới hạn số lượng người vào bên trong siêu thị đó mọi người. Và cũng không được vào mà ăn uống tự do thoải mái như lúc trước nữa. Mình chỉ vào để mua sắm hàng hóa thôi. Và giới hạn số lượng người vào mua nữa. Cho nên là không có thấy nhiều xe như lúc trước ha. Nhớ lúc trước là khi mà chiều xuống á, là xe rất là đông và bãi đậu xe Honda thì kín mít luôn. Còn xe hơi đậu ở ngoài phía trước á, là dài hết cả con đường Mậu Thân luôn á mọi người. Bây giờ thì mình gần tới ngã tư giao giữa Võ Văn Kiệt, Mậu Thân và Nguyễn Văn Cừ thì Tâm Tâm cũng sẽ quẹo tay trái về đường Nguyễn Văn Cừ ha. Phía trước mình thì mình thấy là có một cái chỗ người ta đang làm đường á, công trình nè. Chạy né né qua xíu ha mọi người. Đây mình sẽ chạy quẹo trái nha. Hình như là có quay phim nữa thì phải á. Chắc là quay phim trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 buổi chiều đầu tiên á. Tại vì video này thì Tâm Tâm quay vào buổi chiều hôm qua.
khi mà nghe tin giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 thì Tâm Tâm quay lại để một phần là để làm kỷ niệm, sau này mình có thể nhìn lại khoảng thời gian này, và đặc biệt quan trọng hơn đó là quay lại để cho cô chú anh chị và các bạn xem những cái ngày này thì thành phố Cần Thơ như thế nào. Mình đăng lên đây thì mình biết là cũng có rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn có quan tâm và sẽ xem nữa, cho nên là Tâm Tâm cũng quyết định là đăng những video như thế này lên. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng chuyển qua những tin tức khác có liên quan trong buổi tối ngày hôm nay 1 tháng 10 nha cô chú anh chị và các bạn. Tiếp theo là thông tin chung trong cả nước. Tin Covid-19 chiều ngày 1 tháng 10, cả nước 6.957 ca nhiễm mới, giảm mạnh so với trước. Tính từ 17 giờ ngày 30 tháng 9 đến 17 giờ ngày 1 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.957 ca nhiễm mới, trong đó có 16 ca nhập cảnh và 6.941 ca ghi nhận trong nước, giảm 996 ca so với ngày trước đó tại 37 tỉnh, thành phố. Trong đó có 3.897 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Thành phố Hồ Chí Minh 3.670, Bình Dương 1.787, Đồng Nai 735, An Giang 116, v.v. Và các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm Thành phố Hồ Chí Minh giảm 702, Bình Dương giảm 316, An Giang giảm 56. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm Đồng Nai 109, Bình Thuận 23, Tiền Giang 22. Trung bình số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước trong 7 ngày qua là 8.665 ca trên một ngày. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam thì kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 797.712 ca nhiễm, đứng thứ 44 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 8.104 ca nhiễm. Ở đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 793.149 ca, trong đó có 657.902 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Về tình hình điều trị, số bệnh nhân khỏi bệnh là bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 27.250 người, tổng số ca được điều trị khỏi là 636.081 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.131 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 4.297, thở oxy dòng cao HFNC là 902, thở máy không xâm lấn là 99, thở máy xâm lấn là 808 và ECMO là 25. Số bệnh nhân tử vong trong ngày ghi nhận 136 ca tử vong gồm tại thành phố Hồ Chí Minh 96, Bình Dương 19, Long An 5, Đồng Nai 5, Cần Thơ 3, An Giang 2, Tiền Giang 2, Đồng Tháp 1, Bình Phước 1, Cà Mau 1 và Kiên Giang 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 167 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.437 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc. So với thế giới, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân thì xếp thứ 30 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trên đây là báo cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta cùng ngắm nhìn sự nhộn nhịp của những con đường trong những ngày này. Và trước mắt mọi người bây giờ là đường Nguyễn Văn Cừ nối dài. Tâm đang chạy xuống hướng dưới bệnh viện Phương Châu ha. Mình sẽ đi qua ngang trường Đại học Y Dược Cần Thơ, bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ. Chạy gần tới cái ngã mà quẹo vào đường Nguyễn Tri Phương vào chợ An Khánh rồi nè mọi người. Bây giờ thì được đi tự do thì mình cảm thấy rất là thoải mái luôn. Trước kia thì mỗi khi mà mình đi ra thì mình chỉ được đi trong phường nơi mình đang ở thôi. Bây giờ thì có thể đi vòng một vòng hết thành phố thì cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng mà chúng ta cũng không được chủ quan, mình phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, rồi giữ an toàn cho bản thân cũng như là những người xung quanh, cho gia đình của mình nữa, thì mới có thể vượt qua đại dịch này được. Trên đường thì mình thấy cũng còn rất là nhiều shipper hoạt động ha. Mọi người thì cũng có thể là ngại ra đường, tại vì trong những ngày này thì tình hình dịch bệnh còn nguy cơ,
thì mình có thể đặt hàng rồi sau đó nhờ shipper giao tận nhà cho mình, thì nó sẽ an toàn hơn là mình tự đi ra mình mua. Nhất là đi vào những nơi mà có máy lạnh thì mình cảm thấy là sẽ sợ hơn, đúng không? Nhưng mà chợ truyền thống thì vẫn chưa được mở bán nè, cho nên là chúng ta có cần mua gì thì chỉ có đi ra những cái cửa hàng bách hóa hoặc là siêu thị. Rồi gần nhà Tâm Tâm thì cũng có những nơi bán rau củ quả, những cái sạp bán rau củ quả trái cây á, thì mình cũng có thể đứng đó mình chỉ người ta lấy thì cũng an toàn, khoảng cách rất là xa luôn. Nhưng mà có một điều đó là mình chỉ người ta lấy nhưng mà mình không có được lựa. Thì trước giờ thì đi chợ thì mọi người thường có thói quen là lựa chọn, đúng không? Bây giờ thì cần phải thay đổi cái thói quen đó một chút. Bây giờ mình đang đi ngang trường Đại học Y Dược Cần Thơ rồi nè. Và tới đây thì video của Tâm Tâm cũng khá là dài rồi. Tâm cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm theo dõi video trên kênh Gia Đình Vui Vẻ của Tâm Tâm nha. Bây giờ Tâm xin tạm dừng video của mình ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt, bye bye. Chúc cả nhà một buổi tối thật vui vẻ. Bye bye.